Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với livestream của bác sĩ Tuấn Anh ạ. Và hiện tại thì Linh đang có mặt ở phòng hậu phẫu cơ sở Hoàng Hoa Thám. Thì ngay bên cạnh Linh đây là một vị khách hàng vừa sử dụng xong một dịch vụ, đấy là nâng cung mày. Thì trước khi chúng ta cùng phỏng vấn với vị khách hàng một chút thì chúng ta hãy cùng theo dõi hình ảnh trước của chị khi đến với bác sĩ Tuấn Anh nhé. Thì như các bạn có thể thấy đây, đây là hình ảnh của vị khách hàng khi đến với bác sĩ Tuấn Anh. Thì khuôn mặt của chị rất là xinh, nhưng mà tuy nhiên thì các bạn nhìn ở phần chân lông mày này, đã khiến cho cái phần khuôn mắt của chị bị buồn hơn rất là nhiều, và nó hơi bị trũng xuống một chút xíu. Lượng da thừa bên dưới khuôn lông mày cũng khá là nhiều. Đó. Và để cải thiện được tình trạng hiện tại thì bác sĩ đã lựa chọn cho chị sử dụng dịch vụ là nâng cung mày, khiến cho phần khuôn mắt của chị to hơn và giúp loại bỏ được hoàn toàn cái lượng da thừa ở dưới chân cung mày của chị nhé. Và chúng ta hãy cùng hướng về phần hình ảnh kết quả của vị khách hàng chỉ sau khoảng thời gian là 20 phút thực hiện dịch vụ. Chị có thể ngửa lên một chút để cho các bạn theo dõi được hình ảnh nhé. Thì vị khách hàng vừa mới làm xong thì các bạn có thể thấy là thứ nhất là nó hơi bị sưng một chút xíu, còn về phần nếp chỉ thì hoàn toàn rất là mảnh này. Đó, hiện tại thì hoàn toàn rất là mảnh và loại bỏ được hoàn toàn lượng da thừa ở dưới chân lông mày. Và chúng ta hãy cùng phỏng vấn đôi chút xem hiện tại cảm xúc của chị đang như thế nào nhé. Chị có thể chia sẻ một đôi chút ý, là sau khi mà chị làm xong thì chị có cảm thấy đau hay khó chịu gì không? Không, chị không đau. Vâng ạ. Và hiện tại khi mà chị làm ấy thì mình có thấy hồi hộp hay là mình cảm thấy cảm xúc của mình lúc đấy như thế nào? Không, chị thấy bình thường bởi vì chị làm em Tuấn Anh nhiều lần rồi. Trước đây thì chị đã làm về dịch vụ gì rồi? Trước chị cấy mũi má rồi. Trước đây là chị đã cấy mũi má rồi đúng không ạ? Thì các bạn có thể theo dõi được hình ảnh hiện tại của chị nhá. Cái phần nếp chỉ rất là mảnh này. Và khách hàng có chia sẻ là chị cảm thấy rất là bình thường và không hề bị đau gì cả. Vì nếu như tất cả các chị em hiện tại mà đang có những nhu cầu về phần dịch vụ làm đẹp thì hãy liên hệ trực tiếp tới số hotline của bác sĩ Tuấn Anh qua đường dây là 0963 360 369. Cảm ơn tất cả các chị em đã theo dõi livestream ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.